Các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục đến với cả một bài tiếp theo, đó là cách sử dụng hợp âm sus 2. Đây là bài số 28 trong giáo trình. Và hợp âm, thế nào là hợp âm sus 2 và sus 2 nó khác với cả sus 4 như thế nào? Thì các bạn nên hiểu là cái cách dùng của hai cái này nó có đôi phần nó giống nhau, đó là nó có tác dụng là nó hút về hợp âm chủ. Ví dụ là sus 2, nếu mà cái sus 4 một hợp âm được cấu tạo bởi vị trí 1, vị trí 3 và vị trí 5 đúng không? Thì sus 4 nó sẽ là 1, 4 và 5. Tức là nó bỏ 3 đi, nó lấy sang thằng 4. Thì sus 2 nó sẽ là bỏ thằng 3 đi và nó lấy thằng số 2. Đấy, các bạn hiểu nôm na là như thế. Như vậy là đô, ví dụ đô sus 2 là nó sẽ là gì? Ví dụ đô, rê, mi, fa, son đúng không? Đô, rê, mi, fa, son. Thì đô sus 2 thì mình sẽ lấy thằng vị trí thằng 1, thằng 2 và thằng 5, nó sẽ là đô fa, đô rê với cả son. Vậy là chúng ta sẽ có nốt rê ở trong hợp âm này. Vậy là mình sẽ có thằng đô. Đấy, ví dụ chúng ta bấm vào đây, đây là nốt rê. Chúng ta chuyển thêm thằng rê này, vậy là chúng ta sẽ có nốt rê. Nghe nó hơi ngang ngang một chút đấy. Thì cái hợp âm này các bạn còn có thể gọi là hợp âm là đô F9 hoặc là C F9, tức là C thêm thằng số 9 nữa. Bởi vì sao? Bởi vì cái vị trí số 9 nữa, chúng ta thêm cái nốt nhạc số 9 vào, bậc số 9 vào. Nhưng mà các bạn cứ hiểu nôm na là đô sus 2 cũng được, ok. Thì cái cách dùng của cái đô sus 2 thì nó tạo ra một cái cảm giác nó hơi nghe, nó hơi ngang ngang, nó hơi trông chênh một chút. Nó nghe nó hơi tạo ra người nghe nó hơi cảm giác nó hơi mất an toàn một chút để tạo ra một cái bài hát nó hay. Ví dụ như là một bài đô chẳng hạn. Đấy, thì khi mà người ta tạo ra cái cảm giác ngang ngang như thế thì để mà người ta khi mà người ta kết về son à về xin lỗi về đô thì nghe nó hay hơn rất là nhiều. Ví dụ một bài ở la chẳng hạn, la trưởng thì mình sẽ có các nốt là nốt la, mình sẽ có nốt đô thăng, la si đô thăng và rê và mí. Thì mình sẽ có 1, 3 và 5, đây là la này, nốt si mình bỏ, nốt đô thăng, sau nốt rê và nốt mi. Tại sao đô thăng? Bởi vì là âm giai trưởng thì mình sẽ phải có vị trí số 2 lên vị trí số 3. Tương ứng với cả từ si thì mình phải lên đô thăng, nó phải là một, nó chênh nhau một gọi là một quả à, một cung. Còn chênh nhau một nửa cung thì nó là, nếu mà bình thường từ si lên đô thì nó chênh nhau một nửa cung đúng không? Nhưng mà đằng này là trong cái âm giai của la trưởng thì bắt đầu từ la đúng không? La si này, đô. Đây, các bạn thấy không? Từ si bình thường lên đô có nửa, nhưng mà đằng này mình phải tăng thằng thăng cái thằng đô này lên để mình đảm bảo là nó là hợp âm, là nó là la trưởng, âm giai của la trưởng. Thì từ la trưởng mình sẽ có những nốt như sau: la, mi, la, đô thăng và mi. Nếu mà bạn nào không hiểu về cái cấu tạo của la thăng này thì các bạn có thể lấy giấy bút ra, các bạn ghi lên giấy là la này, a này, b, c, d, e. Nếu mà chỉ viết đơn thuần như thế thì nó chỉ đơn giản nó là la thứ thôi. Nhưng mà nếu mà các bạn thăng thằng đô lên thì nó sẽ là la thăng. À quên, mình xin lỗi, nó là la trưởng. Thì mình trong cái bài giảng tiếp theo mình sẽ nói rõ hơn vì tại sao chúng ta lại có nốt thằng đô thăng này. Còn về cái này thì các bạn chỉ hiểu nôm na với nhau. Ví dụ la thì la sus 4 thì mình sẽ thêm cái nốt rê vào, nó hút về la đúng không? Còn la sus 2, đấy, la sus 2 thì nó có nốt si, la si với cả mi, la si mi, la si mi. Thì đấy, chúng ta sẽ nghe có cảm giác nó nghe nó trông chênh hơn một chút và nó hay hơn, đúng không? Các bạn thử nghe một cái giai điệu, một cái hòa thanh như sau nhé. Mình làm lại nè. Khi xưa ba mẹ hơn đời, dây bấm vang, lung thanh đi khắp không gian. Đấy, nghe nó
nó có cảm giác nó trông tranh hơn và nó tình cảm hơn rất là nhiều, và các bạn sẽ kết thúc ở la. Và nghe nó hay hơn rất nhiều đúng không? Thì cái cách la sus, cái hợp âm sus nó có tác dụng như thế, thì nó sẽ áp dụng với tất cả các hợp âm trường, và các bạn chỉ cần sus hai một cái để tạo ra một cảm giác nó nghe nó trông tranh, và cái màu sắc của bài hát nó sẽ mang một cái màu sắc lạ khác hơn. Thì chúng ta sẽ áp dụng hơn với cả một bài khác ở sau này nhé. Và chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những bài giảng sau.